giới thiệu tới khách hàng một sản phẩm rất tiện ích phục dụng trong mùa hè là bộ che nắng 6 tấm dùng trong ô tô. Bộ sản phẩm thì gồm có 6 tấm, một tấm lớn chắn kính trước dùng khi khách hàng để xe dưới trời nắng. Tránh ánh nắng chiếu vào xe gây hư hỏng nội thất bên trong. Một tấm lớn chắn kính sau. Và 4 tấm chắn các cửa bên. Hai tấm cửa trước. Và 2 tấm cửa sau. Mỗi tấm đều gồm có 2 lớp. Bên ngoài chất liệu là lớp vải chắn bạc, cảm nắng rất tốt. Và bên trong là lớp vải màu đen giúp dụ mắt người ngồi trong xe. Cách sử dụng thì rất dễ dàng. Đây là các núm hút chân không bằng nhựa PVC dẻo gắn vào các tấm kính và dính lên kính rất chắc chắn. Nên kính sẽ rất chắc chắn. Đặc biệt khi không sử dụng nữa thì khách hàng có thể gấp gọn lại như sau. Gọn xoắn theo hình số 8 rất dễ dàng và gọn gàng. Khung ngoài làm bằng kim loại có độ đàn hồi cao, vì vậy có thể gấp mà hoàn toàn không sợ bị gập gãy. Các bạn có thể thấy sản phẩm rất gọn gàng và không chiếm diện tích trên xe. Để đặt hàng, quý khách chỉ cần để lại số điện thoại. Xin chào và xin cảm ơn.